Xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Honda Winner X thế hệ mới V3 của năm 2022, một phiên bản là sơn độ 3D, màu xanh xi măng cực kỳ đẹp và cuốn hút các bạn nha. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục quay cái phiên bản này tại xe máy Lai Châu với địa chỉ 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu để gửi tới anh em có thể tham khảo một cách chi tiết nhất, cụ thể nhất về mẫu xe Honda Winner X với màu sắc rất đẹp ở đây. Quá là ok và đáng để quan tâm trong thời điểm hiện tại này rồi. Về cơ bản tổng thể thiết kế không thay đổi, nó chỉ thay đổi ở phần màu sắc và tem xe thôi để đem đến những điểm nhấn ấn tượng hơn, ok hơn cho những bạn trẻ đang yêu thích những màu sắc sơn độ rất đẹp này. Toàn bộ bộ tem trên xe đều được in chìm 100% các bạn nha, tức là sơn lên trên xe chứ không phải là dán nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Phiên bản này lên từ phiên bản là cao cấp, trang bị hệ thống phanh chống bo cứng ABS, các bạn có thể nhìn rất cụ thể với hệ thống giảm sóc phía trước được sơn màu vàng đồng này, cùng ngàm phanh màu vàng đồng các bạn nha. Màu sắc cực kỳ ok và cuốn hút luôn. Các bạn mua mẫu xe này giấy tờ ra sẽ là màu sắc này luôn nên các bạn hoàn toàn có thể ok và yên tâm đi lưu thông trên đường, không gặp vấn đề trở ngại gì cả nên các bạn yên tâm. Hiện tại mẫu xe vẫn đang trang bị khối động cơ là DOHC 6 số, sản sinh ra công suất vào khoảng tầm 15,4 mã lực. Ngoài màu sắc này ra còn có vô vàn các màu sắc khác nữa. Mình đã quay cận cảnh 1-2 màu sắc trước đây gửi đến các bạn rồi. Tiếp tục sẽ là những màu sắc tiếp theo để gửi đến các bạn cùng tham khảo một cách chi tiết hơn, cụ thể hơn thông qua kênh Giá Xe Lốc Kể các bạn nha. Từng góc độ một để các bạn có thể nhìn ngắm trên mẫu xe Honda Winner X với màu sắc xanh xi măng rất đẹp và cuốn hút ở đây. Hiện tại phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình với phiên bản sơn độ, trang bị hệ thống phanh chống bo cứng ABS, các bạn lưu ý cho mình như vậy, đang có giá bán đã bao gồm thuế VAT, chỉ chưa bao gồm đăng ký, là 37 triệu các bạn nha, 37 triệu đồng. Còn phiên bản sơn độ mà trang bị hệ thống phanh thường sẽ có giá 36 triệu thôi, 36 triệu các bạn lưu ý cho mình như vậy. Ngoài ra các phiên bản sơn zin giá bán lại cực kỳ rẻ trong thời điểm hiện tại nữa, đang áp dụng một chương trình chào đón năm mới 2022 và chương trình mừng lễ Giáng sinh. Nên những mẫu xe phiên bản tiêu chuẩn phanh thường trên mẫu xe Honda Winner X chỉ có giá 32 triệu 500 nghìn đồng. 32 triệu 500 nghìn đồng, các bạn không nghe nhầm đâu các bạn nha. Phiên bản là cao cấp trong hệ thống phanh chống bo cứng ABS bao gồm các màu như là đen nhám này, bạc nhám, đỏ nhám sẽ có giá là 32 triệu 500 nghìn đồng, nhỉnh hơn 1 triệu. Còn phiên bản đường đua HRC cũ là 34 triệu 500 nghìn đồng và phiên bản đường đua HRC mới là 36 triệu 500 nghìn đồng các bạn nha. Rất chi tiết cận cảnh và cụ thể như vậy để các bạn có thể tham khảo thông qua giá bán của mẫu xe Honda Winner X tại trung tâm xe máy xe điện Lai Châu với địa chỉ 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu. Với những bạn nào quan tâm đến trực tiếp đại lý để xem xe cho mình hoặc các bạn có thể thông qua số điện thoại của đại lý 0969 188 283 sẽ được anh Thứ của xe máy Lai Châu tư vấn cụ thể gửi đến các bạn. Khi các bạn mua những mẫu xe này sẽ được áp dụng chương trình trả góp với lãi suất là 0,79%, trả trước 0 đồng và đặc biệt hơn nữa là sẽ được tặng chiếc điện thoại Samsung Galaxy A04s trị giá 4 triệu các bạn nha. Rất chi tiết cận cảnh và cụ thể như vậy để các bạn có thể theo dõi thông qua video ngày hôm nay. Mình sẽ lướt qua một vòng chi tiết cụ thể hơn nữa để các bạn có thể lưu tâm lưu ý lựa chọn trong lúc này. Những màu sắc quá đẹp và quá cuốn hút rồi. Ngoài màu sắc này ra sau này còn một số màu sắc nữa thì mình cũng sẽ quay chi tiết từng chiếc một để gửi đến các bạn cùng tham khảo thỏa theo yêu cầu của rất nhiều bạn. Đối với anh em ở khu vực miền Bắc ấy, hiện nay những mẫu xe sơn độ như này rất hiếm luôn. Hiện tại thì mình có tham mưu được cho bên xe máy Lai Châu để lên cho mình những màu sắc sơn độ rất đẹp này, bởi anh em hỏi rất nhiều. Trước đây thì mình hay quay tại các khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh này, Bình Dương, những cái mẫu xe sơn độ 3D rất đẹp để anh em hào hứng rất nhiều và hỏi miền Bắc mình có hay không. Thì hiện tại tại Lai Châu đã có rồi các bạn nha, để các bạn có thể có cho mình những trải nghiệm bởi những màu sắc sơn độ rất đẹp này. Nhìn nó khác biệt hoàn toàn so với những màu sắc sơn zin, đem đến những trải nghiệm thể thao hơn, phong cách hơn và đặc biệt nhất ấy là tạo sự ấn tượng và không đụng hàng với bất kỳ một ai cả khi các bạn lưu thông trên đường, khi đi mẫu xe Honda Winner X ở đây. Đây là một cái điều mình muốn nhấn mạnh rất cụ thể chi tiết như vậy để các bạn có thể tham khảo thông qua video ngày hôm nay. Những cái màu sắc như là xám xi măng, xanh xi măng là những màu sắc rất đẹp và được ưa chuộng rất nhiều tại khu vực miền Nam. Hiện tại thì đại lý chỉ lên dàn áo thôi, chứ còn các cái nội dung trên xe như món đồ chơi thì chưa có một tí nào các bạn nha. Nên giá bán mình báo các bạn là chắc chắn 100% luôn là 37 triệu đến 37 triệu 500 cho cái phiên bản này luôn. Đó là giá bán đã bao gồm thuế VAT, chỉ chưa bao gồm đăng ký. Đăng ký ở huyện ấy thì các bạn mất thêm vào khoảng đâu đó vào khoảng tầm từ 1 triệu 6 đến 1 triệu 7. Còn đăng ký ở thành phố thì mất thêm vào khoảng tầm từ 3 triệu rưỡi đến 3 triệu 6 cho mẫu xe Honda Winner X này các bạn nha. Đó là mình lấy ví dụ ở tỉnh Lai Châu mình và một số các tỉnh thành lân cận khác.
Còn ở khu vực thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì tiền đăng ký nó sẽ cao gấp đôi so với các tỉnh thành khác. Đấy, mình có thể nói một cách chi tiết cụ thể như vậy thông qua video ngày hôm nay dành riêng cho các bạn một cái mẫu xe Honda Win X phiên bản xanh xi măng rất đẹp và cuốn hút. Nhìn cực kỳ lì và đẹp các bạn nha. Những màu sắc sơn độ phải nói là khu vực miền Nam anh em làm rất tốt. Miền Bắc chưa có cơ sở sơn độ nào mà chuẩn như thế này đâu. Nên ấy, toàn bộ dàn nhựa này đã được đại lý trung tâm sơn xe điện Lai Châu gửi vào trong miền Nam sơn ra, sau đó lắp đặt lên những chiếc xe Honda Win như này để bán cho các bạn. Mong muốn rằng cho các bạn ở khu miền Bắc có thêm những trải nghiệm ở những màu sắc sơn độ cực kỳ ok, cực kỳ ấn tượng và đẹp như thế này các bạn nha. Ngoài ra thì có rất nhiều những chương trình khuyến mại trong cái dịp chào đón năm mới và lễ Giáng sinh này. Như mình đã giới thiệu phần đầu video gửi đến các bạn rồi, các bạn sẽ được bốc thăm trúng thưởng nữa với những món quà cực kỳ giá trị nếu như may mắn sẽ được trúng được chiếc xe Honda SH350i. Còn giải nhất ấy, thấp hơn tí nữa sẽ là chiếc cũng là một chiếc xe nữa, là chiếc xe Honda Vision các bạn nha. Hiện tại ở Lai Châu mình đã có 2 người trúng chiếc xe Honda Vision rồi, còn Honda SH350i là chưa có. Tuy nhiên thì những món quà tặng như điện thoại Samsung Galaxy A04s thì liên tục được cập nhật với mức giá bán lên tới 4 triệu khi các bạn mua những mẫu xe Honda Win này, kể cả áp dụng từ chương trình trả thẳng đến chương trình trả góp cho mẫu xe ở đây. Một chương trình mà Honda đang áp dụng rất tốt dành riêng cho mẫu xe Honda Win X, một mẫu xe đã gần như đã làm phủ sóng toàn bộ đất nước mình rồi. Toàn quốc ai cũng có thể mua được mẫu xe với giá bán cực kỳ rẻ, thấp nhất từ 32 triệu 500 đến cao nhất vào khoảng tầm 37 triệu trong thời điểm hiện tại các bạn nha. Và đó là một số những cái thông tin ngày hôm nay mình muốn chia sẻ rất cụ thể, rất chi tiết thông qua video này về mẫu xe Honda Win phiên bản màu xanh xi măng rất đẹp và cuốn hút lên sơn độ 3D đến từ trung tâm xe máy xe điện Lai Châu. Với những bạn nào quan tâm đến trực tiếp đại lý để xem xe hoặc thông qua số điện thoại của đại lý 0969188283 sẽ được anh Thứ của xe Lai Châu tư vấn cụ thể gửi các bạn. Cảm ơn rất là của mình, nếu các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh cho các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.